Anh em thì hôm nay em vừa làm xong hai con máy Cricket V5 VIP. Con này của anh Giản. Thì trả hàng anh Giản ở Bắc Giang nhá. Đấy, thì máy của anh yêu cầu đắp mạch và giữ nguyên bản cấu hình máy. Thì đây là Cricket V5 VIP của anh Giản nhá. Đấy, tụ thì tụ 680. Anh bảo giữ yên cấu hình máy, còn mạch miếc thì đã đắp xong nhá. Ok nhá. Đấy, dây đồng này. Đi trực tiếp vào chân mạch, các thứ đầy đủ rồi. Rất là ok nhá. Thì quay tiếp một con máy nữa của anh Dương ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhá. Đây, con máy của anh Dương cũng Cricket V5 VIP ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Em đã đắp mạch xong nhá. Đấy, cũng đi dây đồng nhá. Anh Dương thì bản của anh là tụ 1000 mi, anh yêu cầu lắp tụ 1000 mi, em đã lắp 450 1000 mi nhá. Đấy, nâng tụ lên và anh có mua thêm tụ 680 để về dự phòng. Đấy, thì em đã lắp xong. Ok anh em nhá. Thì giờ em sẽ vào vỏ và thử máy cho anh em nghe tiếng máy của Cricket V5 VIP. Mẫu này đánh thuyền và kéo cáp sông hồ lớn rất là ok và được rất nhiều anh em đặt hàng nhá. Thì anh em chờ em chút em vào vỏ nhá. Hello anh em nhá. Thì đây là Facebook của mình, thủy kích cá này. Thì anh em nào chơi Facebook thì kết bạn với mình nhá. Anh em gõ vào ô tìm kiếm ở trên góc màn hình này chữ thủy kích cá nhá là nó ra, và kết bạn với mình sẽ chấp nhận nhá, để anh em trao đổi những vấn đề mà anh em cần cần hỏi mình, hay là có vấn đề gì thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em nhé. Chào anh em nhé. Rồi anh em, thì đây là con máy của anh Giản sau khi em đã vào vỏ xong nhé. Thì nói sơ qua cấu hình máy của anh Giản thì con này anh chạy tụ 680, vừa nãy mình có nói rồi, và biến áp của Samut 3800 này, cuộn cảm E65 này, hai cuộn cảm nhé. Thì con này cho xung rất là rộng, rộng hơn con V2 VIP, và con này đánh 6 tụ băm. Nhưng mà nó sẽ tốn điện hơn V2 VIP nhé. Chạy toàn bộ dàn tụ bằng tụ 8mm này. Đấy, 24 phép nha anh em nhé, 24 phép nhỏ. Đấy, thì anh cũng có mua một con V2 ở bên mình rồi. Thì tần số đánh các thứ thì anh đều biết rồi. Còn bây giờ mình chỉnh sơ qua tần số đánh này. Ở đây thì mình để 70, 100 và 15 để vừa đánh cáp vừa đánh vợt. Tần số này đánh vợt, đánh cá chép và cá giói nhá. Phải nếu mà đánh cá giói thì phải cho băm nó về tầm khoảng 15 thì nó đỡ bị mất cá giói. Còn nếu mà anh em đánh chuyên về cá chép thì có thể để tần số này tham khảo nhá. Đây này, 80 70, đây 80 75, 75 và 40 nhá. Đấy, mình bấm thử anh em nghe tiếng máy nhá. Đó, máy của anh rất là khỏe nhá, tiếng máy êm này. Đó, rất là đanh tiếng nhá. Đổi tần số này, mình đổi tần số nhá, đánh chọn điểm, bấm này 70, 100 và 15 nhá. Bấm chọn đánh chọn điểm nhá. Co đầu tầm 10 giây nhá. Rồi, xong nhả ra này, xong lại nhấp lại này. Đó. Nháy chờ cá nổi nhá, nếu mà anh em nào đánh điểm, đánh cáp chọn điểm có thể để như vậy nhá. Đấy, hoặc là tần số này là để đánh vợt này, 80 75 28 đánh cá chép này. Cái tần số này thì thông dụng nhiều anh em sử dụng nên anh em cứ để thử đánh xem sao. Đó. Tiếp theo mình chỉnh tiếp tần số kéo cáp nhá. Nếu mà anh em nào ở trong khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng mà kéo cáp cá trắng, cá lăng các thứ, muốn đánh cá lăng thì anh em có thể để tần số như này, kéo đạp dàn nhá, 85, 100 và 80 nhá, đạp dàn này. Với cái tần số này thì anh có thể đạp cá chép, cá lăng đều nổi nhá, cá da trơn nhá, nheo lai nổi. Đấy, còn nếu mà anh muốn kéo chuyên cá da trơn về cá lăng, nhiều anh em ở trong Đồng Nai các thứ ấy mà muốn kéo chuyên cá lăng, cá chốt các thứ thì để tần số tầm khoảng 50 hoặc 40 nhá. Đấy, chuyên về cá da trơn thì chỉ để tầm vậy thôi. Đấy, rất ok nhá. Đó, ok nhá. Máy của anh thì em test anh nghe tiếng máy, và bây giờ em test con của anh Dương trong thành phố Hồ Chí Minh nhá. Đây là con V5 VIP bản màu đen nhá. Thì đây là con máy của anh Dương trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì con này cũng Cricket V5 VIP nhưng mà đây là bản màu tím. Thì anh lấy bản màu tím và tụ 1000 mi. Cấu hình con này sẽ nhỉnh hơn cấu hình của máy của anh Giản.
Nhưng mà mỗi con máy đánh cá trắng thì nó còn tùy theo vùng nước. Có vùng nước thì cần phải lắp tụ 1000 mi, có vùng nước thì để di nguyên bản 680 đánh rất là ngon nhá. Tụ 1000 mi này thì nó giật rất là khỏe. Đấy, nó cũng có cái ưu điểm riêng và cái nhược điểm riêng. Thì như anh em ở trong Cát Ông Ba, Gia Lai và ở trong thị trấn Phú Túc thì hầu như lắp tụ 680, cứ anh nào mà lắp lên 1000 mi mà đánh cá thác lắc cườm nó chết chết lịm ấy. Nên là nhiều anh phải thay lại tụ 680 để đánh cá thác lắc cườm nó nổi rất là đẹp. Đấy thì ở trong Cát Ông Ba thị trấn Phú Túc thì đánh máy cricket V5 VIP này rất là hợp nước và cá nổi rất là đẹp nhá. Đấy, và để tụ 680 thác lắc cườm lên rất là đẹp, nhiều anh em phản hồi lại cho mình như thế. Thì ở đây tần số kéo cáp của con này nó cũng như như mấy con kia thôi, thì cũng là 85, 100 và 80. Tần số này kéo cáp thì có thể để kéo cá ra trơn và cá có vảy, cá chép các thứ đều được nhá. Bấm cò này. Đó, tiếng máy cũng rất là đanh nhá. Đấy, cái màn hình nó có màn hình của cái đèn led này nó cứ nháy nháy là do cái đèn kia nó chớp thì camera của điện thoại nó quay nó không bắt được ấy. Đấy. Nếu mà cứ quay lên với bóng đèn là cái đèn nó sẽ chớp theo nhá. Đấy, thấy không? Nhưng mà quay xuống dưới là nó sẽ không chớp này. Đấy, có nhiều anh em lại hỏi sao màn hình cứ chớp chớp chớp. Chuyển tần số đánh vạt này. Đánh cáp chọn điểm 70, 100 và 15 hoặc là 70, 100 và 13 để tầm khoảng 13 cũng được. Đấy thì đánh cáp chọn điểm, đánh vợt nha, đánh vợt tần số này đánh cá chép nước tầm khoảng 2 mét. Rất là ngon, cá chép và cá giói nhá, tần số này đánh cá giói rất là nhạy này, cá giói này. Anh em ở khu vực miền Bắc đánh cá giói thì để tần số này cho mình nhá, 70, 100 và 13. Hoặc là 65 nhá. Nếu anh em nào cảm thấy nặng quá thì để tầm khoảng 65. Còn bình thường là như nước ở khu vực mình thì phải để tầm khoảng 70, mình cũng đi đánh thử rồi. Đánh rất là sướng, máy V5 VIP này đánh cá trắng nổi đẹp lắm. Sung nó rộng. Đó, chuyển tiếp tần số nhá, chuyển thử này. 80, 75, 40, tần số này đánh cá chép nước tầm khoảng 2 mét rưỡi, 3 mét. Nếu anh em đánh kéo cáp 4, 5 mét được, nhưng mà đánh kéo cáp thì anh em bấm theo kiểu đánh vợt, bấm như này. Có đầu tầm 5 giây nhá, xong nhả ra xong lại nhấp lại. Đấy là có cái anh em đang quay video dở thì điện thoại mình nó thông báo hết dung lượng. Đấy. Thì mình test tiếng máy của máy V5 VIP cho anh em nghe. Kéo cáp nhá. Con này tần số của băm sung của cái thứ ba nó lên được 200 Hz cơ. Đấy mà CPU lập trình nạp code đời mới nhá nên nó sẽ lên được 200 Hz. À 200 băm sung lên được 200 thì cho anh em đánh ra trơn ngon hơn. Đấy, kéo cá ra trơn, cá chê và cá anh em nhìn bóng điện nó chớp nhá. Anh em nhìn bóng điện nó chớp nhá. Đó, đánh ra trơn, tần số này để cái này để hỗ trợ đánh ra trơn cho anh em nhá. Còn maximum của tần số cái này lên được 200 Hz thì tăng cao. Đó. Nhưng mà ít khi đánh lên đến 140 mấy lắm. Điện đâu mà nuôi, đánh lên cao này thì tốn điện lắm anh em ạ. Ok anh em nhá, thì mình quay sơ qua cấu hình máy của anh Dương nhá. Đấy, anh em nhìn nhá, rất là ok. Thì giờ mình sẽ vào vỏ và gửi đi cho anh nhá, đậy nốt cái nắp, chào anh em nhá.